Không phải cái gì nước Mỹ nó ngon thì ở đây cũng ngon. Và tiêu chuẩn của nó về nông sản thế nào là mặc kệ nó, ở đây người ta vẫn ăn. Và tôi khẳng định với cô, ở đây có cái tiêu chuẩn ở đây, nó đạt được ở đây là tốt rồi. Không, nước Mỹ nó nhu cầu cao quá, cho nên nó bệnh cũng đâu có yếu hơn người ta. Tôi thấy siêu nhân ở Mỹ cũng nhiều lắm. Bây giờ có thêm cô qua bển làm siêu nhân nữa cũng tốt. Cô thấy một quốc gia cô cho rằng là ở Việt Nam không có tự do. Cô nói là không có tự do đảng phái. Thế thì theo cô là tại sao những người cộng sản ở nước Mỹ lại bị các cô khủng bố nhiều thế? Tại sao mọi người cho rằng nước Mỹ là một nước tự do mà chúng tôi mặc áo cờ đỏ sao vàng đến bô sa lại bị hành hung, không được phép? Tự do mà. Chắc vị nói các vị tự do, tại sao chúng tôi được? Mỹ là một thiên đường của tự do, tại sao các vị lại kỳ thị những người cộng sản? Các vị cho rằng là muốn, các vị muốn tự do tư tưởng, nhưng tại sao các vị lại lấy đi tự do của người khác? Dẫm đạp lên tự do của người khác thì chắc chắn không có tự do. Tôi cho các vị tự do, nhưng các vị có dẫm đạp lên quyền tự do của tôi hay không? Đó là vấn đề. Không chấp với con điếm thì dương. Thực ra thì ở đây chỉ nói về cái quan điểm sai trái của cô ta, chứ nói về tình hình của cái cô đó thì bây giờ cả nước của mình ở đây đều nghĩ đây là một người phụ nữ điếm đàn thế này thế khác rồi. Nếu như mà nước Việt Nam ta mà cho mại dâm là một nghề đây thì chắc là cô ta sẽ được rửa được cái thân phận điếm của mình. Nhưng mà bởi vì chúng ta còn có cái gọi là đạo đức ở đây. Không, nước Mỹ nó cũng chỉ có một vài bang nó có cái việc là cho mại dâm, kinh doanh mại dâm thôi, chứ đâu phải là nơi nào cũng có mại dâm. Phố đèn đỏ cũng là một nơi mà hiện tại một số nước nó đang cố gắng dẹp đi, mà bây giờ một số người lại mang về ở đây là lại đưa lên cái bàn nghị sự của Quốc hội, thì đúng là rõ ràng đây là một số người tào lao. Tôi hy vọng rằng các vị đại biểu, tôi hy vọng là các vị đại biểu quốc hội của mình ấy, đừng có bao giờ để tâm tới mấy cái việc lặt vặt linh tinh như thế này. Như ông Dương Trung Quốc, ông đạo đức quá thì ông cứ muốn đi chơi gái thì ông cứ việc đi, cứ để việc của ông. Ông nói mình đạo đức giả mình chịu đi, còn ông đạo đức thật thì ông cứ việc đi chơi gái thoải mái. Ông đề nghị cho hợp pháp hóa mại dâm thế nào đó là chuyện của ông. Không, ai đạo đức thật thì cứ việc thoải mái đi mại dâm. Chúng ta đạo đức giả, chúng ta ngồi đây chúng ta phản đối chuyện đó. Hôm rồi báo Tiền Phong tổ chức một cái hội thảo hội nghị, có cả cái bàn thờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, cờ đảng cờ nước, mà cái phong nền nó lại có hình của một cái cô gái chổng cái mông quay về cái hướng bàn thờ Tổ quốc như thế. Đúng là tôi nói rằng cái người nào của báo Tiền Phong phải xem lại cái bản thân của mình, cái khâu tổ chức của mình trang trí như thế mà coi được. Đem cái mại dâm lên bàn nghị sự, đem cái mại dâm lên. Chúng ta chống lại cái mại dâm này là để giữ gìn cái đạo đức của chúng ta. Bây giờ nếu nói mại dâm như thế thì chả phải là các vị bị lái sang tới mại dâm luôn rồi. Cái chuyện của cô Thị Dương kết thúc, chúng ta kết thúc cũng nói xong rồi ha. Giờ chúng ta nói vấn đề mại dâm. Nếu như mà nói vấn đề mại dâm thì nếu cho đó là nghề thì chúng ta phải có cái việc là công nhận nghề. Mà để công nhận nghề thì chúng ta phải tuyển sinh và dạy nghề. Để tuyển sinh dạy nghề thì chúng ta phải mở trường nghề. Như vậy là muốn mở trường nghề thì chúng ta phải mở trường nghề mại dâm. Rồi cơ quan nào là cơ quan cấp giấy phép hoạt động mại dâm? Rồi thi tuyển vào nghề mại dâm như thế nào? Đó, rồi những người dạy vấn đề về mại dâm này thì ai là giáo sư? Chúng ta phải có giáo đào tạo ra giáo sư mại dâm. Không? Rồi bắt đầu tới chúng ta có tiến sĩ mại dâm, rồi có các giảng viên về các môn về dâm dục học. Chúng ta phải đào tạo ra các bằng từ đại học dâm, đại học mại dâm, rồi bắt đầu cái trung cấp mại dâm, rồi sơ cấp mại dâm. Chúng ta phải có tất cả các cái bằng cấp đó. Rồi ai bằng cấp nào thì chúng ta phải có hành nghề, rồi có chứng chỉ, cấp chứng chỉ hành nghề rồi thì chúng ta còn phải có gì nữa? Còn phải có các cái giải thưởng là hội thi tay nghề giỏi, tay nghề mại dâm giỏi, đúng không? Như vậy thì ra rất là nhiều. Và nhất là mọi người trong nhà của tất cả các vị đều có quyền làm nghề mại dâm nếu như thi tuyển đậu. Ông ví dụ như là bây giờ vô muốn xin giấy phép hành nghề mại dâm, tự nhiên này vợ của ông đó
ổng thích muốn là bữa nay tôi thích đi làm nghề mại dâm, thế là tôi ra tôi xin giấy phép xong tôi đi ra đứng đường tôi làm nghề mại dâm đấy. Và như thế thì chúng ta sẽ thấy thế nào? Ông đang tất cả những vị đại biểu quốc hội nào mà ủng hộ quan điểm này, nghĩa là ông các vị đại biểu quốc hội đó cũng đang hướng lái và mong muốn rằng vợ con mình cũng sẽ tham gia hành nghề này. Và cái nghề này thì nó còn có hai khía cạnh nữa, đó là nghề mại dâm, tôi gọi là bây giờ nói thẳng ra là nghề tỷ. Như vậy thì chúng ta phải cho rằng đây là gọi là nghề, ngành này nghiên cứu được gọi là ngành tỷ học. Và như vậy thì nó còn có cái gì? Đó là tỷ, nó có hai loại, đó là tỷ đực và thứ hai gọi là tỷ gái. Và nếu như chúng ta nói hai cái loại này là chúng ta phải cấp giấy phép hành nghề cho hai loại này thì phải có cho nó thi tay nghề. Ông chưa kể có cái gọi là đồng tính nam, đồng tính nữ, bao nhiêu thứ. Rồi chúng ta còn phải cấp bằng khen, mà mỗi năm tay nghề giỏi bằng khen như thế nào nữa. Cho nên ai mà ủng hộ về cái nghề đỉ này thì cái người đó có vấn đề về thần kinh, và nhất là đã mất đi hết cái dòng máu truyền thống văn hóa đạo đức của cái dân tộc Á Đông Việt Nam này. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đó là không có nhiều bang ở Mỹ nó cho phép hoạt động mại dâm là nghề đâu. Và các phố đèn đỏ ở Thái Lan cũng chỉ đang hạn chế và hiện tại đang cố gắng dẹp mà dẹp chưa được. Bây giờ ta đem về đây, ta đem ra bàn bạc ở đây, chả khác nào chúng ta đang làm tự làm rối bản thân mình. Chúng ta có cả đĩ xuất sắc mới ghê. Tới lúc đó rồi các cái nhân viên của các văn phòng công ty nó phải lên cả già, phải lập công ty về nghề đĩ, rồi phải có lập công ty nữa chứ. Mở công ty về nghề đĩ xong rồi các vị phải có hội đồng quản trị về nghề đĩ, xong rồi đưa nghề đĩ lên thị trường chứng khoán đàng hoàng. Đó, rồi bắt đầu là sao nữa? Tặng vé chơi đĩ cái cho nam nhân viên và tặng vé chơi đĩ đựng cho nữ nhân viên. Mỗi nhân viên nào mà có thành tích tháng, thành tích năm, ông tặng bao nhiêu vé để mà chơi đĩ gái cho nam, tặng bao nhiêu vé chơi đĩ đực cho nữ. Và như thế nó sẽ làm ra cái xã hội chúng ta là không còn cái gì hết. Và khẳng định luôn là nếu như đĩ là một nghề thì coi như là gia đình không ai còn đâu. Không, chúng ta đang không quản lý được cái xã hội này. Chúng ta đã không cho nó hoạt động mà nó còn hoạt động nhan nhản thông qua cái hình thức massage kìa, mà bây giờ còn đem ra làm nghề nữa thì coi như xong. Đã quản không nổi rồi mà còn đem ra để bàn thì rõ ràng mấy cái người này bị thần kinh hết rồi. Nói mà không cười mới tài nè. Cũng muốn cười lắm. Hôm nay tính nói hai việc nhưng rồi lỡ trớn nói qua luôn cả cái nghề đĩ, do lúc nãy mọi người có nhắc tới, do cô thầy Dương có cái nghề cũng khá nhạy cảm cho nên là thôi, đã lỡ nhắc rồi thì nhắc cho đặng. Nếu như vậy thì tôi hy vọng là ông Dương Trung Quốc, một đại biểu ủng hộ về cái nghề đĩ này, được gọi là đĩ là nghề đó, nên liên hệ với cô Thì Dương để nhận nhiều hơn cái tâm tư nguyện vọng của cô ấy, để mà có cái tiếng nói ở trong quốc hội, để mà thông qua cái luật về nghề đĩ. Nghe không? Rồi. Đấu giá có nghĩa là chúng ta phải thi ra các cái tổ chức thi là quý bà nghề đĩ nữa, có nghĩa là đĩ xuất sắc rồi, đĩ đẹp nè, đĩ tóc dài, đĩ tóc ngắn nè, rồi chúng ta phải có hội thi dành cho quý bà trong nghề đĩ, các u như U18, U20, U50 chẳng hạn, từng cấp tuổi còn lại có các cuộc thi quý bà nghề đĩ nữa. Thế nó có nhiều thứ tới đó, là người dân Việt Nam ta là vua sáng tác sáng tạo ra các cái trò chơi. Mà như thế thì các bạn thấy đó, chưa có cái nghề đĩ mà chúng ta đã có hàng chục cái loại cuộc thi hoa hậu trong năm rồi. Đâu mà bây giờ có thêm cái nghề đó nữa thì chúng ta lại có thêm trò chơi nữa. Lúc đó là truyền hình quốc gia ta chiếu không nổi đâu. Đây. Và chúng ta thấy được ở một quốc gia mà nghề mại dâm phát triển, đó là một quốc gia suy đồi về đạo đức. Đó là một quốc gia của sự nghèo đói và hèn kém. Các bạn có thể nói với nhau những cái điều này để cười vui, nhưng chúng ta khẳng định rằng một quốc gia mà người ta phải lấy thân xác của mình ra để kiếm ăn như thế, để kiếm cơm như thế, thì rõ ràng nó chỉ chứng tỏ rằng đó là một quốc gia hèn kém,
nghèo đói, lạc hậu. Cho nên tôi cũng muốn cùng với các bạn góp lên tiếng nói của mình để phản đối cái quan điểm sai trái này, và hy vọng rằng không có cơ quan báo chí nào tổ chức bất kỳ một hội thảo nào liên quan tới vấn đề này nữa, bởi vì nó quá sai trái và tào lao rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi live stream sau. Buổi hôm nay nói quá nhiều. Cảm ơn các bạn đã chịu sự tra tấn của tôi chiều giờ. Cảm ơn.